Alo, chào anh em. Hôm nay mình gửi năm lưỡi quay cho anh em xem nha. Đó. Để mình quay trước hai lưỡi này, cái này quay ba lưỡi kia sau. Anh em thấy mũi gành đẹp không? Phía bên đây. Mũi gành rất đẹp nha anh em. Rồi anh em xem cái chỗ này á, là anh em thấy được cái độ bén của nó nè. Nhìn cái chỗ này rất là đã luôn. Đó. Anh em thấy nó bén kinh khủng chưa? Đó. Những cái lưỡi này cho dù không phải là lưỡi kéo thì anh em kéo cũng dính luôn nè. Khoan lỗ thì còn quay cái một luôn, năm lưỡi luôn. Hai lưỡi này. Em thấy mũi gành này như thế nào? Rất là sắc sảo nha. Rất sắc sảo. Thông thường thì mình không có làm những cái chương trình quảng cáo cho cái lưỡi của mình. Mình không có nhờ những người đi câu để quảng cáo cho mình hay là quay clip dính cá gì hết. Tại vì thật ra lưỡi nào câu cũng dính hết em. Nhưng mà nó đạt được bao nhiêu phần trăm mới là quan trọng. Người ta chỉ quay lên con cá thôi, còn những lần người ta xảy người ta đâu quay anh em. Đâu ai dạy gì quay cái đó. Thì mình làm quảng cáo bằng cách nào? Mình buôn bán mình cũng muốn có khách. Cái chỗ này nó bán kinh khủng vậy. Anh em nhìn nè. Anh em nhìn kỹ vậy. Đó. Những thợ thông thường không thể nào làm được cái gì đâu nha anh em. Thì mình làm quảng cáo bằng cách nào? Mình làm quảng cáo bằng cách là anh em mua cái lưỡi của mình thì mình sẽ làm chất lượng hơn là anh em mong muốn. Để chi? Để khi mà anh em xài rồi thì anh em cảm thấy tuyệt vời và khi đó anh em sẽ giới thiệu cho mình. Và hơn nữa là anh em sẽ mua thêm. Chứ nếu mà mình không làm trên cái mức tuyệt vời mà anh em mong muốn thì anh em đâu có mua thêm cho mình đâu, đúng không? Thì trong năm lưỡi này á, có một lưỡi ó là khách mới. Lưỡi ó này mình rửa cho khách mới ở dưới Cà Mau. Còn bốn lưỡi này là rửa cho anh Điền ở Cà Mau luôn. Đó. Thì anh Điền đã mua rất là nhiều lưỡi rồi. Bốn lưỡi này nữa tổng cộng là anh lấy 13 lưỡi đó anh em. Đó. Thì anh Điền mới điện cho mình hôm qua nói là anh bán cái lưỡi móng heo của anh rồi. Cái anh kia câu chung thì anh thấy khoái quá nên anh hỏi mua. Thì anh Điền nói lưỡi này là không bao giờ bán được, 700 ngàn thì mới bán thôi, lưỡi này giá trị lắm. Thì cái ông kia ổng không cần trả lời gì hết, ổng lấy cái lưỡi câu ổng cắn ổng bỏ túi liền. Đó, ổng cắn dây bỏ túi liền. Rồi ổng chỉ móc tiền ổng trả thôi. Thì anh em cũng hiểu được là cái giá trị của lưỡi câu mình nó như thế nào thì người ta mới sẵn sàng người ta bỏ ra cái đồng tiền như thế để người ta mua. Để mình quay cái cặp lưỡi ó này cho anh em coi nè. Ba lưỡi ó nha anh em. Ba lưỡi ó. Đó. Lưỡi ó của mình thì cái độ bén nó phải nói là kinh khủng nha. Anh em thấy mũi nha. Quay chiều ngang thôi anh em cũng thấy được cái mũi nó sắc bén như thế nào. Nhìn thấy cũng biết bén nữa đó anh em. Chứ không cần là phải chạm thật đâu. Anh em là nhìn không rõ thì quay full HD lên ha. Đó. Em xem những cái ngạnh như thế này nè. Thì anh em câu mà không mê sẽ được, không vui sẽ được. Đó. Đây quay sống lưng của ba lưỡi này cho anh em coi. Đó. Cái độ bén như thế này thì anh em cần gì phải giật đâu, lưỡi kéo mà. Đó. Anh em thấy sống lưng dày ghê chưa? Phải như thế. Rồi khoan lỗ vẫn như mọi khi, vẫn rất là dày. Xài thì anh em cứ yên tâm thoải mái ha. Đó, cái này thì rất là dày. Rồi, ba cái lưỡi ó. Lưỡi bóng heo. Anh em để ý từ cái mũi mà nó đi xuống dưới á, nó có một cái hướng cong rất đều. Hướng cong rất đều nha anh em. Hai bên ngạnh. Rồi cái độ bén của cái mũi.
em nhìn thấy là thấy được ngay luôn, thấy được ngay đồ bán luôn. Đây, khoan lỗ. Cái lưỡi mình bán 350, nhưng mà người khác sẵn sàng bỏ ra 700 ngàn để người ta mua, thì anh em cũng đủ hiểu được là cái giá trị sử dụng của cái lưỡi đó như thế nào rồi. Người ta câu chung, người ta thấy giật mỗi phát mỗi con thì người ta rất là tin tưởng. Hơn nữa người ta cầm, cái người mà câu lâu năm á, chỉ cần nhìn cái lưỡi thôi là biết được cái lưỡi đó có chất lượng hay không rồi, có hiệu quả hay không rồi. Cái lưỡi trứng rùa này á, anh em nhìn cái mũi nè, nó đạt đến cái độ hoàn hảo của lưỡi kéo luôn nha anh em. Cái mũi này á, khoan lỗ nè, rất là dày. Rồi cái sống lưng thì đương nhiên là to rồi, mình đập thép rất là kỹ, trước giờ cũng như vậy. Ngạnh nè, anh em thấy ngạnh, cái chân ngạnh to chưa, đảm bảo cái độ bền bỉ cho anh em câu lâu dài. Cái lưỡi móng heo này anh em, hay là cái lưỡi trứng rùa này phải nói là quá đẹp nha anh em. Lưỡi này mình không muốn rỗi đâu, nhưng mà vì ảnh đã mua nhiều rồi nên là mình mới gửi thôi, chứ thôi là lưỡi này mình giữ lại luôn á. Lưỡi này mình nghĩ là kéo cũng dính luôn, quá đẹp. Làm xong mà không muốn gửi mà anh em. Đó, thì hôm nay đi 5 lưỡi. Anh em nào cần thì liên hệ qua Zalo với mình ha. Hoặc anh em nào muốn làm thì lấy thép về làm. Anh em nào muốn làm thì lấy thép về làm nha. Thép mình cũng có bán luôn, thép C10. Thì mình nói cho anh em nghe, cái giá trị của lưỡi mình nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ hoàn hảo của cái hoàn thiện. Mà anh em nhìn thấy sẽ ưng ngay. Mình nói không phải tự khoe mình, chứ thật ra mình làm cái lưỡi rất là cẩn thận, rất là đẹp. Anh em nhìn cái mũi ngạnh, cái độ cong của nó rất là đều. Và đương nhiên là nó sẽ rất là nhạy, vì mình làm rất là chuẩn anh em, rất chuẩn kiểu. Anh em nào biết kiểu chuẩn thì sẽ hiểu ngay. Anh em để lên một cái đường thẳng như thế này nè, để cái lưỡi lên đường thẳng, để lưỡi lên đường thẳng như thế này, thì cái lỗ, cái mũi nè, nó sẽ đâm vô cái lỗ này nè, đâm vô cái lỗ này. Mình làm lưỡi rất chuẩn mà lại hoàn thiện rất là tỉ mỉ nè. Cái mũi của mình làm rất lâu nha anh em, cho nên nó nhạy là chuyện đương nhiên rồi. Và cái làm nên cái giá trị thật sự của lưỡi câu mình đó, chính là cái chất thép này nè. Vì cái chất thép này nè, cho nên những cái vẻ đẹp của lưỡi câu, những cái hiệu quả của lưỡi câu, nó sẽ được giữ lại sau cái thời gian anh em sử dụng. Đó. Còn ba cái lò xo súng thì anh em xài được cỡ tháng thôi, thì phải nói là dục rồi. Anh Điền đã dùng rất nhiều lưỡi câu của nhiều thợ khác, bảy thép cũng có, Quỳnh Kiệt cũng có, các anh bạn gần shop cũng có, thợ Cà Mau đủ hết. Nhưng mà anh chỉ gọi là lưỡi câu chụp chó thôi, tại vì kéo một đoạn thì nó gơi lại phải nhào chụp. Từ khi xài lưỡi câu của mình tới giờ thì anh rất là ưng luôn và mua thêm. Thì đó chính là cái hiệu quả mình quảng cáo đó nè. Mình quay lại từng lưỡi cho anh em xem cái nữa. Cái lưỡi móng heo này nó cầm chung với mấy cái lưỡi này thì nó hơi khó, tại vì cái kiểu nó khác. Còn lưỡi ó với lưỡi rùa này thì cầm chung nó dễ nè. Tròn. Đó. Anh em nhìn bốn cái mũi này nó có khác nhau gì không? Không khác gì hết. Cái độ sắc bén của nó rất là kinh khủng.